Mặt trời đã lên, mở mắt ra là một ngày mới. Bảo nhắm mắt là không thấy gì mà vẫn thấy màu đen, ảo thật đấy. Hôm nay Nhanh Trí sẽ đưa các bạn đi vén màn cái ảo tung chảo đó để xem những bí ẩn thực sự đằng sau những màn ảo thuật gây náo loạn thế giới là gì nha. Vào luôn câu 1 này. Theo các bạn, người biết bay và người có cánh, ai có thật? Người có cánh chắc chắn không có thật, nhưng người biết bay là có thật đấy các bạn ơi. Đã ai từng xem video người bay này chưa? Anh chàng mặc đồ đen này đang bay lơ lửng trong không trung như có phép màu. Tuy nhiên thì hình ảnh mà bạn đang thấy chỉ là màn ảo thuật với mánh khóe là những cục nam châm to chà bá bự, dựa vào những định luật vật lý mà đẩy anh chàng này bay lên trời. Kiểu như hai cục nam châm trái giấu nhau sẽ đẩy nhau vậy. Bạn thử với nam châm mà xem, ảo đúng không? Vậy còn người thổi ra lửa và người thở ra lửa, ai đang làm ảo thuật? Trên đời làm gì có ai thổi ra lửa cơ chứ? Vậy thì chỉ có thể là người thổi ra lửa đang làm ảo thuật thôi. Những người nghệ sĩ thổi ra lửa luôn làm người xem đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Thế nhưng chắc chắn với các bạn một điều, đây chỉ là những màn ảo thuật có dụng cụ hỗ trợ và rất nguy hiểm nên anh em mình không học theo nha. Còn bây giờ, các bạn hãy quan sát thật kỹ hai chú mèo này và cho biết chú mèo nào là thật, mèo nào là giả. Câu này mà bạn nào trả lời đúng chứng tỏ có đôi mắt tinh 11 trên 10, lại còn có tư duy logic và khả năng quan sát cực đỉnh nữa chứ. Đáp án là chú mèo này là thật, còn chú mèo kia chỉ là ảnh vẽ 3D thôi. Ảnh vẽ mà như thật thế này, đến mình cũng bị hoang mang với đáp án luôn ấy. Câu đố tiếp theo, bạn phải là người có đầu óc thông minh và thật sự nhạy bén thì mới có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Theo bạn, người ăn kiếm và người ăn gạch, người nào làm ảo thuật? Anh em người chơi hệ mê ảo thuật đầu hết rồi nhỉ? Bơi vào ngay đây nào. Người ăn kiếm chính là một màn ảo thuật bá cháy luôn. Nhanh Trí cũng từng được xem tận mắt những ảo thuật gia thực hiện màn ăn kiếm này rồi đó. Tuy nó hay thật nhưng tuyệt đối không ai được làm theo đâu. Vậy còn hòn đá biết đi và cục gạch biết đi, theo các bạn cái nào có thật? Có thể bạn không tin nhưng thực sự có những hòn đá biết đi đấy. Ở một nơi trên nước Mỹ gọi là thung lũng chết, có những hòn đá biết đi. Chúng tự di chuyển từ vị trí ban đầu mà không có một cái gì tác động vào. Thung lũng chết còn là nơi mà những ai đặt chân đến đây đều gặp điềm xui và cái kết. Đương nhiên là cụ đi chân lạnh toát rồi. Eo ôi, ảo ma thật sự anh em nhỏ. Mà giờ mình hỏi thật nhé, có ai đam mê xem ảo thuật như mình không? Có thì comment đi, mình cùng học làm ảo thuật nè. Mê như điếu đổ luôn rồi. Rồi thì sang câu tiếp theo. Theo các bạn, bộ xương biết đi và người thổi ra khói, ai đang làm ảo thuật? Câu này mà trả lời được, chứng tỏ bạn vừa tỉnh táo, lại thông minh, có kiến thức nhà bác học. Người thổi ra khói là có thật. Những màn ảo thuật thổi ra khói thành vòng tròn to nhỏ, thậm chí còn thở ra khói hình trái tim nữa cơ. Thế nhưng đây là màn ảo thuật chuyên nghiệp, anh em mình tuyệt đối không làm theo nhé. Hãy vận dụng hết khả năng quan sát và đôi mắt tinh 10 trên 10 của các bạn ra để xem trong hai bức hình này bạn có phân biệt được hình nào là người thật, hình nào là búp bê không? Nếu bạn chưa nhìn ra thì đáp án tới luôn đây, đây chính là người thật. Cô nàng xinh đẹp có biệt danh búp bê sống này tên là Angelica Kenova, một người mẫu nổi tiếng ở nước Nga có khuôn mặt, thân hình, thậm chí cả mái tóc cũng giống hệt những công chúa búp bê baby. Đỉnh quá anh em nhỉ, ước gì mình đẹp được bằng một góc của cô ấy thì tốt quá. Câu số 8, theo các bạn, người có tóc dài 6m và người có tóc dài 3m, ai có thật? Tóc dài 6m là có thật các bạn ơi. Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã lập kỷ lục Guinness thế giới về mái tóc dài nhất thế giới với chiều dài 6m. Các bạn tưởng tượng mà xem, nếu đứng trên tầng 2 của tòa nhà thì mái tóc 6m này có thể chạm đất luôn. U là trời, mình thắc mắc nếu muốn gội đầu thì chỉ có khi nào bắc thang mà gội không nhỉ? Bạn nào biết thì comment chỉ mình với. Mà các bạn ơi, ngay bây giờ quay xe thật gắt nha, cùng quan sát kỹ bức tranh dưới đây. Với tài quan sát và trí tưởng tượng vươn tầm vũ trụ thì theo các bạn, đây là con gì? Tắc kè hoa hay hai cô gái? Bạn
nào mà cho rằng đây là một con tắc kè hoa thì trí tưởng tượng cũng ok đấy. Nhưng nếu mà nhìn ra hai cô gái được tô vẽ đóng giả thành tắc kè hoa này mới là đỉnh của chóp. Bởi thế mới nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Sang tiếp là một câu đố dành cho những ai là người chơi hệ đam mê xem biểu diễn xiếc. Hai hoàng tử xiếc Việt Nam nổi tiếng thế giới, chú Quốc Cơ và Quốc Nghiệp chắc ai cũng biết rồi. Vậy theo các bạn, hai chú ấy quê ở đâu? U là trời, nhắc đến hai chú Quốc Cơ Quốc Nghiệp với những màn biểu diễn xiếc lập kỷ lục thế giới, thực sự rất gay cấn luôn. Cả hai đều là diễn viên xiếc và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bật mí cho các bạn, hai chú là thần tượng của nhanh trí đó. Sang câu đố thứ 11, theo các bạn, trong hai hình này, hình nào là ảnh vẽ, hình nào là ảnh thật? Mặc dù những nét bút của phù thủy vẽ 3D cực đỉnh y như thật, nhưng làm sao mà qua mắt được anh em mình? Trong 3 giây mà có thể nhìn ra được hình vẽ này là hình vẽ thì quả là có đôi mắt tinh như đại bàng luôn đấy. Sang đến câu tiếp theo, đố các bạn, người cao su và người sắt, ai có thật? Hãy quên Iron Man đi, trên thế giới người cao su là có thật. Ông hoàng chúa tể, thánh uốn dẻo hàng đầu thế giới chính là anh chàng Daniel Browning Smith đến từ nước Mỹ. Anh chàng này có thể uốn dẻo gập người như một miếng cao su luôn. Người ta còn gọi anh là người không xương, mặc dù đặc biệt thế nhưng anh em mình cũng chỉ xem thôi, chứ tuyệt đối không làm theo, mà chắc gì đã làm theo được cơ chứ. Mà bật mí cho anh em biết này, từ hơn nghìn năm trước trên thế giới đã có ảo thuật rồi. Những trò biến hình cũng là một loại ảo thuật. Vậy đố các bạn, TikToker Trà Đặng hay Linh Baby là người có nhiều màn biến hình đỉnh cao hơn? Những idol top top chân chính đâu hết rồi nhở? Bơi ngay vào đây và cùng đến với idol Trà Đặng với kênh TikTok hơn 17 triệu follow và những màn biến hình đỉnh cao có 102. Ở đây có bạn nào fan chị Trà Đặng không? Like điểm danh ngay nào! Câu đố số 14, bạn phải là người có khả năng tư duy rất giỏi môn toán thì mới tìm ra quy luật của phép tính này. Theo bạn, di chuyển que diêm nào để phép tính 0 cộng 3 bằng 2 là phép tính đúng? Bài toán dễ như ăn kẹo ấy, đáp án chính là di chuyển que diêm ở số 2 để thành số 3, thế là có phép tính 0 cộng 3 bằng 3. Có ai tìm ra một cách nào khác không? Nhớ comment lại, chia sẻ cho nhanh trí biết với nhé! Tiếp theo là một câu đố mẹo thách thức khả năng tư duy suy luận logic của 500 anh em đây. Ảo thuật gia có thể nhịn thở 6 phút dưới nước, nhưng An nói cháu có thể nhịn thở đến 10 phút mà không cần đồ bảo hộ hoặc bình oxy. Đố các bạn, An làm thế nào để có thể thở dưới nước lâu như vậy? Đây chỉ là một câu đố mẹo thôi, chứ thực tế thì cách của An là đổ nước vào một chiếc cốc để lên đỉnh đầu và giữ thăng bằng đứng trong 10 phút. Như vậy, An có thể đứng dưới nước trong 10 phút mà không bị làm sao, có đúng không? Hi hi, tuyệt thật đấy! Qua 15 câu đố thì thời lượng video của chúng mình đến đây là hết rồi. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để lót dép hóng những video cực kỳ bùng nổ tiếp theo nha. Bye!